Sáng ngày 7 tháng 4, Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Cùng sự có các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thành phố, lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, các đơn vị liên quan. Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị liên quan. Năm 2020, trên địa bàn quận, bão không gây ảnh hưởng lớn, chỉ có mưa vừa và mưa to, làm một số tuyến đường bị ngập, gây ảnh hưởng đến giao thông và mất điện tại một số khu vực. Quận chú trọng thực hiện công tác cảnh báo kiểm soát, nhất là ở các khu vực có nguy cơ sạt lở núi, chủ động xây dựng phương án sơ tán dân khu vực ven sông khi có tình huống xảy ra. Với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng phương tiện vật tư được chuẩn bị sẵn sàng để huy động khi có yêu cầu. Cũng trong năm, trên địa bàn quận xảy ra 43 vụ cháy, các vụ cháy được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người. Ghi nhận những nỗ lực của các cấp ngành đơn vị địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh, dự báo tình hình thiên tai năm 2021 diễn biến phức tạp, vì vậy các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành không được chủ quan lơ là mà phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, trong đó chú trọng xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể, sát thực để thực hiện. Đồng thời rà soát thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra các điểm xung yếu như khu vực có nguy cơ sạt lở núi, các khu nhà tập thể cao tầng có nguy cơ sập đổ. Tiếp tục đề nghị thành phố quan tâm đầu tư các dự án chống sạt lở núi Thiên Văn, cải tạo các chung cư cũ xuống cấp để đảm bảo an toàn trong mưa bão. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao ý thức nhân dân chủ động tích cực phòng chống thiên tai. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.